Sư cho con hỏi, nếu như chỉ có một loài ngạ quỷ có thể nhận được phước hồi hướng, vậy thì vì sao chúng ta vẫn hồi hướng cho tất cả chúng sanh, đặc biệt là chư thiên và những người có ơn với chúng ta, ngay cả những người thân trong đời này, dầu biết họ không thể nhận phước và chỉ có thể tùy hỷ thôi ạ? Và phước của tùy hỷ sẽ như thế nào ạ? Họ còn những người thân con vật, các loài khác khi chúng ta hồi hướng phước cho tất cả chúng sanh, họ không biết, họ không nhận được, thì việc hồi hướng có ý nghĩa nào khác không? Thứ nhất là ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Thế Tôn có nói như thế này: những ai có lòng thương tưởng đến chư thiên thì chư thiên sẽ thương tưởng đến họ. Mặc dù biết là khi chúng ta làm phước á, thì chư thiên họ sẽ hoan hỷ, nhưng cái chuyện mà mình quan tâm đến họ, mình hồi hướng, mình chia phước đến cho họ đó, thì họ sẽ hoan hỷ hơn. Nhớ cái điều này. Hơn nữa, nếu quý vị nói các loài súc sanh thì quý vị làm sư nhớ đến bài kệ Pháp Cú là đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài kẻ ngu không biết chân diệu pháp. Đề cập đề cập đến một cái anh lính được giao cho một cái nhiệm vụ, chính xác hơn là ông vua Pasenadi thèm vợ của cái người lính này, cho nên là kiếm cớ để mà giết. Thành ra là anh này sáng ảnh cầm cái cơm mà chưa kịp chín, ảnh cầm đi theo, thì ảnh mới lấy một nửa, ảnh ăn dọc đường một nửa ảnh thả xuống, ảnh bố thí cho các cái loài cá ở các loài thủy sinh ở dưới sông. Và ảnh có nguyện như thế này là: phước của tôi bố thí thì tôi chia một nửa cho Long Vương, tôi chia phước một nửa cho Long Vương, thì Long Vương hãy đi kiếm cho tôi, hình như là bùng bùng từ cái hồ đại loại cái hồ nổi tiếng, bùng từ cái hồ đó cộng với cái hoa sen xanh, hoa sen trắng gì đó sư không nhớ, thì kiếm những cái bó hoa sen như yêu cầu của vua Pasenadi kiếm cho tôi. Tức là cái người lính đó đó, họ đã làm cái điều là họ bố thí và họ chia cái phần phước đó chia cho Long Vương. Long Vương là ai? Là loài bàn xanh, nhớ nha, Long Vương là loài súc sanh nghe. Thì khi đó Long Vương đã nhận phần phước đó và đi kiếm cái đất bùn và bông về cho cái người lính này. Câu chuyện nó dài nhưng sư chỉ cắt ngang tới đó thôi. Rồi một câu chuyện để coi bố thí gọi là làm phước đến chư thiên nè, đến Long Vương nè. Rồi rồi trong một trường hợp khác là nói đến người người ăn mày là Đại Nhất Y. Thì anh này ảnh sau khi mà ảnh chiến thắng mình, ảnh đem cái tấm y duy nhất của mình ảnh đem cúng cho Phật á. Thì khi đó vua Pasenadi kế bên, thì vua Pasenadi đã làm một việc, đó là cho anh này những hai bộ y, rồi sau đó nhân lên làm bốn rồi tám đó, thì như là bốn bộ. Rồi sau đó là tặng cho nào là xe ngựa, rồi tôi trai tớ gái, rồi vàng bạc các thứ, để chi? Để xin cái phước của anh này, cái phước mà anh vừa mới cúng y ấy, để xin. Và cái chuyện tương tự như vậy có rất là nhiều. Chính vì như vậy, khi mình làm phước ấy, quý vị nên hiểu là nó giống như là cái phước đó là của mình, nó thuộc về tài sản của mình.
mình đem cho thì người ta mới nhận được, chứ mình không đem cho là người ta không có nhận được. Cho nên là vào thời của Phật á, người ta thậm chí là người ta dùng tài sản để người ta mua cái phước đó, chứ không phải nói như mình cứ mở miệng khơi khơi tôi tùy hỷ tùy hỷ tùy hỷ là xong. Hồi xưa mà vua Vatsyanadi mà tùy hỷ được kiểu đó thì lời biết bao nhiêu. Nhưng chính vì như vậy mới là điểm khác biệt giữa bậc đại nhân, của bậc đại nhân. Tức là mình tùy hỷ phước người ta, mình đem cái tiền của mình nè, mình cho người ta để xin người ta chia phước cho mình. Nó khác đó. Rồi Long Vương cũng vậy, nhận cái phước người ta hồi hướng là phải đi lo làm công chuyện cho người ta. Đó. Rồi cho đến chư thiên cũng vậy, mình gọi là thương tưởng đến chư thiên thì chư thiên họ thương tưởng đến mình. Sư nói chuyện là căn cứ trên kinh tạng hết, chứ không phải là sư nói chuyện khơi khơi. Chính vì như thế, việc quý vị làm phước thì phước đó của quý vị, chúng ta cần phải chia phước cho chúng sanh thì chúng sanh mới nhận được, còn tùy hỷ thì nó lại là một chuyện khác. Thì chính vì lẽ đó cái chuyện mà chúng ta làm phước bố thí và sau đó hồi hướng, đây là một điều hết sức cần thiết. Còn cái chuyện là như sư nói vua Bá Xê Na Đí có nhận được phước đó hay không thì sư tin là được, bởi vì nếu như đó là chuyện vô ích thì Đức Thế Tôn đã nói. Hay như là cái chuyện mà cái anh ảnh chia phước cho Long Vương, hay là cái chuyện mà một người thương tưởng đến chư thiên, nếu như đó là chuyện vô ích thì Thế Tôn đã nói và Ngài đã khiển trách. Đằng này Đức Thế Tôn còn nói là một người có thương tưởng đến chư thiên thì chư thiên sẽ thương tưởng đến họ. Cho nên cái chuyện là chúng ta hồi hướng phước là chuyện hết sức cần thiết. Còn cái chuyện là mình tùy hỷ thì tùy hỷ nó lại là một phước khác. Mà đôi khi á, hai anh này ảnh cũng liên quan tới nhau, tức là mình hồi hướng cho người ta thì người ta mới tùy hỷ được, còn không hồi hướng mà người ta thì tùy hỷ khơi khơi á, thì có thể nó hơi ít. Đại loại giống như là mình cho người ta ăn, mình đem cơm mình nè, mình cho người ta ăn thì người ta vừa ngửi mùi nè, vừa nếm vị nè, vừa no bụng. Còn mình cơm của mình chỉ để trên bàn của mình thôi, mình ăn thì người ta nhìn, người ta giỏi lắm, người ta thèm hửi được cái mùi thôi, mà hửi được cái mùi mà no thì nó khó lắm. Đó là sự phân tích của sư, và không biết là Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì hay không. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, ở trong cái câu hỏi này á, thì có một cái điểm mà suy nghĩ rằng đôi khi quý vị đọc thiếu, có nghĩa vì hiểu, một là đọc thiếu hay là chưa đọc, có thể ba là do mình chưa có đọc qua bài kinh đó. Bài kinh rất là quan trọng thưa quý vị, tại vì ở đây quý vị hỏi là nếu như có một lần ngạ quỷ nhận được phước hồi hướng thì cái việc mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh như Đức Hành Tại phân tích tất cả chúng sanh ha, thì rõ ha. Nhưng mà quý vị không hiểu được rằng như vậy nè, là trong quý vị phải xem nghe bài kinh thì tôi nói phải xem nha, phải xem trong Tăng Chi Mười Pháp á, Tăng Chi Mười Pháp bài kinh tên là Chanutsoni, tức là nói về ông bà La Môn Chanutsoni thưa quý vị. Thì bài kinh cũng khá là dài nhưng mà sư chỉ nói một điểm chính như vậy thôi. Thì ông ấy thắc mắc, ông hỏi đó, ông hỏi tương tự như vậy, ông hỏi là vậy nếu mà có một cái loài ngạ quỷ như vậy vậy thì nếu mà lỡ người thân của tôi ngay trong kiếp này nè không tái sanh làm loài ngạ quỷ đó thì cái việc tôi hồi hướng là ai nhận, ai nhận hay là không ai nhận hết, nó vô nghĩa hay sao? Thì Thế Tôn ngày mới nói là này Bà La Môn Chenút Xô Ní, là không có cái sự kiện mà hồi hướng phước mà không có người nhận, quý vị nghe rõ không ạ? Đó là ông Bà La Môn Chenút Xô Ní, ông nói là nếu mà ông nói Đức Phật là nếu mà người thân tôi không sanh là người thân tôi ngay trong kiếp này nè, ngay trong kiếp hiện tại nè, mà chết đó, không sanh làm chư thiên hay sanh làm cái những chúng sanh khác á, làm Atula hay không đó, hay làm bàn sanh đó, làm súc sanh đó, thì ai nhận phước đó hay là phước đó không, phước đó không ai nhận hết hay sao? Thì Đức Thế Tôn ngài nói là này Bà La Môn trên núi Xuân Ý là không có cái sự kiện đó. Thì ông mới thắc mắc, ông hỏi là tại sao mà tôi đã ví dụ là người thân tôi không tái sanh làm hạng ngạ quỷ đó thì làm, thì rõ ràng là tôi hưởng phước thì người đó không có nhận, ví dụ làm chư thiên sao nhận, chư thiên bậc cao kiểu rồi đó. Thì Đức Thế Tôn ngài nói một câu này mình nghe mới rợn người. Đức Thế Tôn nói là
cái điểm khởi đầu của luân hồi của mình đó, cái điểm khởi đầu của luân hồi của mình đó, là không có cái điểm khởi đầu, cho nên mình đã sanh tử trong luân hồi á, là nó vô thủy rồi. Cho nên là mình việc mình làm á, mình làm phước á, mình phải hồi hướng, bắt buộc phải hồi hướng, thì hiểu không? Đại biểu quyến thuộc ở trong cái tử luân hồi mình á, là không thể đo lường, không thể đong đếm được, rất là nhiều. Cho nên cỡ nào cũng phải có người nhận. Nó bị nghe câu nó sẽ rợn người chưa? Cỡ nào cũng có người nhận, cho nên đừng có lo việc đó nha. Rồi cái đầu tiên, cái thứ hai là sư cũng hoàn toàn đồng ý quan điểm của Đức Thanh Tuệ luôn. Ở trong tiểu bộ, sư nhớ không làm như là quyển thiên cung hay ngạ quỷ gì đó, quyển chuyện thiên quyển các mà tiểu bộ mà cái phần mà thiên cung hay ngạ quỷ gì đó, chuyện thiên cung chuyện ngạ quỷ gì đó, trong chánh tạng đàng hoàng nha, trong tiểu bộ nha, không phải chú giải nha, có nói rất là rõ là Đức Thế Tôn nói là khi mà mình làm phước là mình nên hồi hướng đến tứ đại thiên vương vương luôn. Ngài nói thẳng luôn, để vị xem trọng người có xe lợi là sư nói đúng không. Rồi lại trong chánh kinh, ở trong kinh Trung Bộ, sư không nhớ, sư nhớ không có biết có làm không, là trong một trong hai bài kinh này, hình như là bài kinh Thiên Sứ hay là bài kinh Hiền Ngu gì đó, thì Đức Thế Tôn ngài mô tả rất là rõ là khi mà một cái người nha, một cái người mà gọi là bị đọa, lỡ bị đọa xuống địa ngục á, lỡ bị đọa xuống địa ngục, thì cái người này nè, nếu có phước nha, xin nhấn mạnh là nếu có phước nha, tại vì có những cái hạng mà đi xuống địa ngục là đi xuống thẳng luôn, vô là nghe là xuống xuống nghe là bị đọa địa ngục là vô, bị hành hạ luôn. Thì cái người mà cái hạng người còn phước này nè, thì mới được gặp Diêm Vương, được gặp Diêm Vương á, gọi là Dạ Ma đó. Đó, gặp Diêm Vương thì Diêm Vương mới hỏi ông là đại loại hỏi là lúc còn sống á, là có thấy những cái chấn thiên sứ không, rồi lúc còn sống á, là có làm gì cái chuyện thiện gì không, đó hỏi rất là rõ nha. Thì trong chú giải giải thích thêm điểm là nếu mà trong cái đời hiện tại của chúng ta làm phước nè, mà chúng ta có thương tưởng giống như hồi hướng đến tứ đại thiên vương, hồi hướng đến chư Diêm Vương, đúng không, thì khi đó đó thì khi mà mình hiện trong hiện tại nè, mình làm những cái phước đó thì mình hồi hướng như vậy đó đến ổng, thì khi mình lỡ mình đọa xuống dưới, đúng không, thì ổng còn nhắc đến mình nha, nhắc đến mình. Rồi khi nhắc thì sao, thì khi mình nhắc lại cái nói đại loại như ông nói là khi lúc mình còn sống có làm chuyện thiện như ông, thì nói thí dụ mà tôi có lập chê tăng, đúng không, lập chê tăng rồi tôi cúng dường y, cúng dường tiểu vật dụng này nọ đó, thì cũng như cốc liêu rồi đó, tôi có tu thiền này nọ, thấy không, thì khi đó đó khi mà ông nhắc lại như vậy đó là quý vị nhớ lại cái lúc mà quý vị làm thiện đó, thì lúc đó quý vị có tâm thiện là cái trạng thái thiện đó, thì quý vị sẽ thoát khỏi cảnh khổ đó. Nhưng mà nhấn mạnh là để được gặp Diêm Vương là phải có phước nha. Đó, đây trong chính kinh đàng hoàng bây giờ, cho nên là nó làm sao mà nói là cái việc hồi hướng nó đến với chư thiên các thể loại giống như là tứ đại thiên vương hay là Dạ Ma đó, nó không có ý nghĩa được. Quý vị có ý nghĩa sâu sắc luôn chứ không phải có ý nghĩa đâu, mà này trong chính tạng nói không đó. Rồi rồi ở đây quý vị biết là ở đây quý vị đã hỏi là còn những người thân con vật các loại khác chúng sanh họ không nhận được, cái ý nghĩa là cái việc mà cỡ nào cũng có nhận được là quý vị biết rồi đó. Nhưng mà sư nhấn mạnh nha, lưu tâm đến tứ đại thiên vương với Diêm Vương gọi là Dạ Ma đó. Nhớ hồi hướng hai đối tượng đó, tại đối tượng này có nhắc trong kinh điển và trong chú giải chính thống. Còn quý vị hỏi là cái phước mà gọi là hồi hướng hay tùy hỷ á, thì sư đọc ở trong cái quyển Phục Hành Tông á, thì có một cái chi tiết nói như vậy, tiếng như vậy nè, là khi mà mình hồi làm phước mình hồi hướng, quý vị hồi hướng, có một câu chuyện này rất là quan trọng đó, mà nếu mà không kể là thiếu sót rất là nhiều. Câu chuyện này cực kỳ hay, tại liên quan đến bài kinh Paritta, quý vị, cái bài kinh Metta Sutta là bài kinh tâm từ, quý vị, hay bài kinh từ ái đó, là trong thuộc kinh Paritta, là những kinh hộ trì đó. Thì cái sự kiện này sao, cái sự kiện này là như vậy nè, là có một nhóm các vị tỳ kheo mới đi nhập hạ trong một khu rừng, thì cái khu rừng ở đó có những cái vị chư thiên bậc cấp, chưa nhấn mạnh nghe chư thiên bậc cấp chứ không phải ngạ quỷ nha. Thì họ thấy vị tỳ kheo lại như vậy đó, thì họ bình thường họ sống trên cây, nó đại loại như là giống như thần cây thọ thần vậy đó. Thì họ nghĩ là với vị tỳ kheo này là ở chắc khoảng 3 ngày thôi, 3-4 ngày thôi, hàng tuần vậy thôi, cho nên là giống như là bầu đòn thê tử con cái rồi đó, phải tuột xuống không ở trên cây, tại vì trên cây là bất kính thôi, cho nên ở dưới cây đó, nhưng mà ở dưới là bất tiện quá, mà chờ từ ngày đó, từ chờ 3 ngày 4 ngày 5 ngày 6 ngày 7 ngày nó không vẫn thấy các vị tỳ kheo ở đây, đúng không? Cho nên thấy bất tiện quá, cho nên là mấy cái vị chư thiên bậc thấp đó, vị thọ thần đó, mới hiện hình ra, hiện hình là
ra đứt đầu rồi lòi mắt phải không, hình ma quỷ rồi ra những mùi hôi thối đó, khiến cho các vị tỳ kheo hoảng sợ thưa vị, tại phàm phàm tăng mà hoảng sợ cho nên bỏ chạy về gặp Đức Thế Tôn. Xong Đức Thế Tôn là ngày sau ngài hướng dẫn cái bài kinh Metta Sutta, để nó đúng hơn là ngoài việc đọc tụng là phụ, còn cái thực hành đó, cái tâm tự đó là chính, việc thực hành tâm tự. Tâm tự đây là hiểu qua là thân khẩu ý luôn chứ không phải đơn giản đâu đó, thân khẩu ý luôn đó. Một cách thuần thục rồi xong các vị đó trở về lại nơi đó, các vị thực hành như vậy thì siêu, giờ giờ quý vị nghĩ đi, cái này phải hình thức gọi hồi hướng không? Thì khi mà các vị kheo trở lên và lại tu tập được cái theo tinh thần bài kinh Metta Sutta, bài kinh tâm từ thưa vị, như Đức Thế Tôn dạy đó, thì cái trạng thái cái tâm từ nó mới lan tỏa đó, khiến cho chư thiên mát mẻ, rồi họ không có hù dọa các vị đi kheo nữa, rồi họ lại hộ trì nữa. Hộ trì nó hộ trì cho các vị đó nha, rồi sau sau sự kiện đó là sau mùa hạ lại tất cả các vị đi kheo đắc A-la-hán đó. Cho nên là mình đừng có nghĩ là cái việc mà hồi không hồi hướng những cái phước báo, những cái phước báo mình làm được nó không có ý nghĩa. Này là hiểu sai nha đó. Rồi quý vị hỏi là cái phước tùy hỷ này nó có gì những gì, thì ở đây thì trong cái quyển pháp Phú Hành Tông ngài Sắc Tham Má ngài Chủ Tỳ Cá có nói là gì, là nếu mà cái phước mà hồi hướng mình làm phước hồi hướng á, thì giống như cái ngạ quỷ và ngạ quỷ mà nhận được phước á, không thì nếu mà ngay đó lúc đó họ tùy hỷ phước á, thì họ nhận được gì, đồ đạc thấy không, hay là chú sứ vật thực y áo này nọ, thoát khỏi cảnh khổ ngay thời điểm đó, hiểu không đó, họ nhận được những cái đó đó. Còn cái người mà tùy hỷ phước báo đó, tùy hỷ phước báo đó thì không được nhận được cái đó, nhưng mà cái nhận được quả đó là sự hân hoan vừa lòng, không nóng nảy, sắc mặt tươi tỉnh, trong sáng và không mê muội. Đó là trong cái sự diễn giải của ngài Sắc Tham Má Chủ Tỳ Cá. Thì suy nghĩ đến đây là quý vị chắc vì cũng tỏ tường về cái vấn đề mà hồi hướng hay tùy hỷ phước cả. Đúng thật sự như Đức Hành Tại nói, sư hoàn toàn đồng ý cả hai cái này á, hai cái hồi hướng thủy này là thật sự nó bổ trợ cho nhau, nó tuy hai là một mà một là hai, nó như vậy. Cái điều này ở trong tài liệu ngài Hậu Pháp cũng nói rất là rõ, tại vì ngài gom hai cái là thành một thứ. Cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi đây.